Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 1 triệu đồng token BTT. Một số thông tin về đồng token này: số tổng khung phát hành là 50 triệu tỷ, đã có 2.170 tài khoản holder và đã phát sinh 6.660 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả ở đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước một, các bạn sao chắc quan chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc ngay ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví suốt relax của các bạn nhé. Sau đó các bạn thêm địa chỉ token để vào ví cho mình. Đây, các bạn có thể nhập mã ký tự của nó là ký hiệu BKVYITTI, số thập phân đó là vào 0 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi các bạn có xuống bên phần dưới này giúp mình nha. Đây, chương trình Underdog nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8, và nếu bạn có nhu cầu mua thì bạn bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.01 VLB mua và chờ cơ hội trở lại tài khoản. Các bạn cần cái làm thì bạn kéo lên hoặc là nhấp vào phần này yêu cầu Underdog, làm Underdog đây thì nó sẽ kết hiển thị ra một cái ô để kết nối ví, thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Khi ra là 0.000567 VLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý này. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí và sở thúc cần mới nhất nha. Từ bên mình cập nhật trên trang web hàng ngày, và nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn giao dịch như Binance, bạn có thể vào đây để đăng ký để hưởng 10% giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn có thể vào đây để đăng ký được ủng hộ kênh. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 1 triệu đồng token BTT. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.